Có nên uống thuốc bắc để chữa trị bệnh tiểu đường không? Thưa các bác, ngày nay những căn bệnh đang được quan tâm rất nhiều, trong đó bệnh tiểu đường được chú ý hơn bao giờ hết bởi sự nguy hiểm của nó mang lại. Các phương pháp điều trị xuất hiện và hỗ trợ rất nhiều trong việc chữa trị căn bệnh tiểu đường. Đặc biệt, phương pháp uống thuốc bắc để chữa trị bệnh đang gây ra nhiều tranh cãi trong cuộc sống hiện nay. Và trong video ngày hôm nay thì mời các bác hãy cùng chương trình cùng tìm hiểu xem việc uống thuốc bắc có thực sự tốt trong việc điều trị bệnh tiểu đường hay là không. Và đến với nội dung thứ hai, mời các bác lắng nghe về câu chuyện cô Phụng và bí quyết thoát khỏi căn bệnh tiểu đường của cô. Mời các bác cùng theo dõi. Có nên uống thuốc bắc để chữa trị bệnh tiểu đường không? Thuốc bắc là gì? Thuốc bắc thường là do nhiều loại thảo mộc kết hợp với nhau, với mỗi thầy thuốc lại có một phương pháp riêng biệt. Trong đó, các loại thảo mộc sẽ được phơi khô rồi sấy lên để loại bỏ nước có bên trong. Trong quá trình điều trị, các thầy thuốc sẽ chẩn đoán bệnh bằng các bắt mạch và kê đơn theo từng giai đoạn. Ưu điểm của thuốc bắc: đây là thứ thuốc được tạo nên từ các nguyên liệu tự nhiên nên giá thành rẻ và cách điều chế cũng đơn giản hơn. Thêm vào đó là việc bảo quản các loại thuốc này thường không sử dụng chất bảo quản nên khi uống vào sẽ không gây nguy hiểm cho cơ thể con người. Nhược điểm của thuốc bắc: sử dụng thuốc bắc phải cân bằng đúng liều lượng vừa và đủ, nếu như lệch sẽ gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng. Vì không dùng chất bảo quản nên sẽ tương dễ là hư hỏng, đặc biệt khi dùng thuốc bắc thì cần xác thuốc và uống liên tục nên gây mất thời gian khi sử dụng. Việc uống thuốc bắc để chữa trị bệnh tiểu đường. Sử dụng thuốc bắc trong điều trị tiểu đường là có khả năng, bởi vì từng loại thảo mộc sẽ có những đặc tính riêng biệt khi kết hợp lại với nhau sẽ có những khả năng bất ngờ mà chúng ta chưa biết đến. Tuy nhiên, chúng ta phải biết giữa Đông y và Tây y là không tách rời, cần có sự kết hợp hài hòa để điều trị bệnh một cách tốt nhất. Và trong Đông y, việc điều trị tiểu đường theo nguyên tắc cơ thể con người là một khối chỉnh thể, vì vậy phải điều trị làm sao cho vừa có khả năng phục hồi các tế bào để tăng tính liên kết với các cơ quan khác, đồng thời kết hợp với các phương pháp khác như điều chỉnh thực đơn ăn uống, vật lý trị liệu, làm sao cho quá trình điều trị diễn ra thuận lợi nhất. Quan trọng, khi điều trị tiểu đường bằng thuốc bắc, con người chúng ta phải luôn giữ một tâm trạng luôn thoải mái, ở gần hơn với thiên nhiên sẽ giúp ta giảm đi bệnh trạng. Và đến với phần thứ hai của chương trình ngày hôm nay, mà các bác lắng nghe câu chuyện của cô Phụng và bí quyết để thoát khỏi bệnh tiểu đường. Cô Phụng gần gũi chia sẻ rằng, giờ đây cô sống vui, sống khỏe lắm, sáng đi bộ cùng mấy bạn già trong xóm, chiều thì tưới cây và chăm rau, cuộc sống mỗi ngày nhẹ nhàng và thanh thản như vậy. Khi được hỏi rằng cô sống với bệnh tiểu đường vậy thì cô có lo gì hay không, cô vui vẻ trả lời, lo thì cũng có được gì đâu, cứ vui vẻ mà sống. Với lại từ ngày cô biết đến Tâm Hồng Phúc, cuộc sống hàng ngày nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Với tình trạng trước đây, cô Phụng chia sẻ rằng, khi mới biết mình bị bệnh tiểu đường, cô hay lo nghĩ lắm, ăn uống không vào, ngủ cũng không đủ giấc, làm cho bệnh tình ngày càng trầm trọng. Lúc đó, cơ thể rất dễ mệt mỏi, làm việc nhà một xíu thôi đã cảm thấy mệt lả rồi, chóng mặt, hoa mắt xuất hiện thường xuyên, làm một tí là phải vào giường nằm. Thêm chứng tiểu nhiều, cứ một tiếng cô phải đi tiểu một lần, cả đêm giấc ngủ chập chờn, mệt mỏi, cân nặng ngày càng giảm sút, làm cho cô trở nên gầy gò và xanh xao hơn, cuộc sống mệt mỏi và buồn tẻ như vậy. Nhưng rồi thật tình cờ, và khi cô biết đến và sử dụng Tâm Hồng Phúc qua một người bạn giới thiệu, cô đã thay đổi rất nhiều, và cô cho biết rằng găng đường Tâm Hồng Phúc là sản phẩm có giấy phép thực phẩm chức năng của Bộ Y tế, sản phẩm có công dụng giúp hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường. Ngoài ra, găng đường Tâm Hồng Phúc còn giúp ngăn ngừa biến chứng đái tháo đường, bảo vệ sức khỏe người bệnh tốt nhất. Với lại rằng, được bào chế từ 6 loại thảo dược như vậy và sự kết hợp chặt chẽ này đã giúp cho Tâm Hồng Phúc trở thành sản phẩm có khả năng giúp điều trị bệnh tiểu đường hiệu quả hơn. Và Tâm Hồng Phúc giúp cô thêm phần tự tin để đối mặt với căn bệnh tiểu đường. Cô chia sẻ rằng, ngày cô uống Tâm Hồng Phúc đều đặn kèm với thuốc Tây, trong khoảng 1 tháng vậy mà đỡ rồi, cảm giác chóng mặt, tiểu nhiều cũng đã giảm bớt, giấc ngủ về đêm an yên hơn. Đi kiểm tra sức khỏe thì thấy đường huyết đã ổn định ở 6,5mmol trên lít, và sau một thời gian dùng thì nó xuống 6,0. Bệnh này mình phải sống lạc quan và khoa học thì sức khỏe cũng như bao người khác thôi.
Cô Phụng bây giờ cũng như bao người lớn tuổi khác, sống nhẹ nhàng với vườn rau, vui vẻ bên con cháu và không bao giờ phải lo về nỗi biến chứng của căn bệnh tiểu đường và việc tăng đường huyết thất thường như trước đây. Xin cảm ơn các bác đã dành ra thời gian quan tâm và theo dõi hết chương trình. Hy vọng rằng với những thông tin bổ ích mà chương trình chia sẻ đến các bác ngày hôm nay sẽ giúp ích rất nhiều trong quá trình điều trị bệnh tiểu đường của các bác. Nếu như các bác yêu thích và ủng hộ chương trình, các bác hãy nút đăng ký kênh và nút chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ những thông tin hữu ích nào mà chương trình lên sóng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo.